Chiều nay, Thành ủy Thủ Dầu Một tổ chức sơ kết đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị 9 tháng đầu năm 2022. Đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị với các tiêu chí xây dựng thành phố 3-0, 4 tốt và hình ảnh người công dân 5 gương mẫu đã được cả hệ thống chính trị toàn thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện gắn với các phong trào, chương trình, đề án của các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể. Trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã xây dựng nhiều mô hình mới thiết thực, đã và đang hoạt động, đem lại nhiều kết quả tiêu biểu như tổ xe ôm vì đô thị văn minh của Mặt trận Tổ quốc, khu vui chơi thiếu nhi trên địa bàn dân cư, mô hình ươm mầm xanh của thành đoàn, mô hình công sở xanh của Liên đoàn Lao động, mô hình phiên chợ không đồng của Hội chữ thập đỏ. Trong 9 tháng qua, thành phố và các phường đã tổ chức 193 đợt ra quân kiểm tra, tháo dỡ, thu giữ hơn 13.800 hoạt động quảng cáo, lĩnh vực môi trường, tổ chức kiểm tra và lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Tỷ lệ các hộ kinh doanh, hộ gia đình có thùng túi đựng rác đạt 100%, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom đạt 99,6%, tổng số hộ thực hiện đấu nối nước thải đạt 81,6%. Từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo đề án tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện đề án, tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các nội dung tiêu chí, xây dựng mô hình cụ thể có sức lan tỏa để thu hút người dân tham gia. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã khen thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong thực hiện đề án.